đặt giúp em hai sản phẩm. Chia sẻ rồi nhá chị yêu, nào Phúc Đạt chia sẻ rồi thì nhanh tay để lại số điện thoại kèm màu kèm mẫu luôn đi ạ. Ship từ hai sản phẩm trở lên. Chiếc áo bò này hôm nay xả 29k. Chiếc áo bò này các chị ngắm cho em lại, cái chiếc áo bò này rất là xinh luôn. Hôm nay chỉ xả 29k thôi, không có giá khác nào. Đúng rồi, từ 7 đến 30 ký. Nào phía sau đây nhá, nào chiếc áo của phía sau này rất là xinh luôn. Hôm nay mẹ nào mà không săn được mẫu này 29k thì cực kỳ tiếc luôn. Hai sản phẩm chỉ 60k thôi, hai sản phẩm chỉ 60k. Nào ok Vi Thảo này, ok Vi Thảo này. Mẹ nào mà comment đúng cú pháp giúp em là em sẽ chốt bây giờ luôn. Sẽ chốt ngay lập tức trên like này luôn nha các chị nhá. Rất là xinh luôn các chị ạ, mẫu áo phao này cực kỳ xinh luôn. Còn 100 chiếc thôi các chị ạ, còn 100 chiếc thôi. Chia sẻ tối thiểu cho em là 12 nhóm ạ. 10 lần vào các nhóm công khai nhá, các trang chợ lớn công khai giúp em. Nhóm đấy phải là được phê duyệt nhá, có rất là nhiều chị chia sẻ đủ rồi. Nhưng mà bên em kiểm tra thì nhóm đấy là nhóm kín nhá, nhóm đấy là những bài viết của các chị không phê duyệt được đâu. Thế nên là các chị có bao nhiêu nhóm các chị cứ chia sẻ hết bấy nhiêu nhóm cho em các chị yêu ạ. Nào Ngọc Ruby để lại số điện thoại kèm màu kèm mẫu luôn nào. 10kg vừa nhá, Bi Nguyễn nhá. Nào Mai Hoa Mai vào chia sẻ cho em 5 nhóm nữa để chốt nào. Mai Hoa Mai nào. Hao Xám Ly Nguyễn ơi, bổ sung thêm một sản phẩm đi ạ. Không ship một sản phẩm đâu, không ship một sản phẩm đâu. Chia sẻ 20 nhóm rồi, ok Vi Thảo. Áo pha bao nhiêu chị? Nào Loan Vi ơi, chỉ 29k thôi, không có giá khác đâu. Đừng hỏi em giá áo nhá, không có đâu mà bán giá khác các chị ạ. À, em chỉ tri ân cho các chị trên like này thôi. Comment làm nhiều lần để không bị ẩn comment. Mẹ nào mà em chưa ok, chưa chốt thì comment lại nhá. Comment làm nhiều lần nào. Comment thật nhiều giúp em để comment đặt hàng của mình không bị ẩn nào. Thu Trúc ơi em đây nhá. Nào chia sẻ cho em tối thiểu 10 lần vào hội nhóm và 2 lần trên trang cá nhân đi ạ. À. Chia sẻ tối thiểu ít nhất là như thế thôi nhá các chị nhá. Đấy chia sẻ rất là dễ luôn. Các chị chỉ việc bấm vào nút chia sẻ, sau đấy chia sẻ 10 lần vào các trang chợ lớn. Lưu ý là nhóm đấy là phải công khai nhá, không được nhóm kín đâu ạ. Có rất là nhiều chị chia sẻ cho em rất là nhiều, nhưng mà các nhóm của chị đều là nhóm kín thôi, không được phê duyệt, thế nên là em sẽ không chốt được. Đấy em rất là muốn tất cả các chị yêu của em mua được hàng 29k này, rất là rẻ luôn nhá, tổng xả kho hết luôn. Xả kho thì được với được giá này thôi, hôm nay em xả kho nên mới được cái giá này thôi nhá. 9k từ 7 đến 30k mặc vừa giúp em mẫu áo này. Hôm nay em xả toàn bộ áo phao và áo da áo bò đất lông. Thế nên là những chị nào đặt hàng mẫu nào thì comment rõ luôn giúp em ạ. Comment rõ luôn giúp em và comment từ 2 sản phẩm trở lên em không ship một sản phẩm đâu. 4 sản phẩm trở lên hôm nay miễn ship tận nhà luôn. 4 sản phẩm miễn ship tận nhà luôn nhá. Đã chia sẻ 10 ha. Nào ok Viền Mi bổ sung được chia sẻ đi nào. Các chị bổ sung được chia sẻ giúp em chỉ 29k thôi nhá. 29k một sản phẩm thôi ạ. À. Áo phao này đúng rồi, áo phao này chỉ 29k thôi. Nhìn áo này biết là chất rồi các chị ạ. À. Xả kho luôn nhá. Xả kho mới có giá này đấy ạ. Xả kho mới có giá này nhá các chị yêu nhá. Áo da cũng thế, 29k một chiếc áo da. Đây các chị có thể đặt một chiếc áo da này, một chiếc áo phao và một chiếc áo bò đất lông giúp em. 3 sản phẩm trở lên em cũng miễn ship tận nhà cho các chị luôn. 3 sản phẩm trở lên miễn ship luôn các chị nhá. Chia sẻ cho em 40 nhóm là em miễn ship luôn. Mẹ nào mà giúp em chia sẻ nhiều rồi thì comment giúp em 3 sản phẩm luôn để em miễn ship tận nhà. Từ 7 đến 30 ký mặc vừa giúp em. Bò lót lông 29k thôi Anan ạ, không có giá khác. Nào bò lót lông có mũ này 29k nè. 29k không có giá khác đâu ạ. À. Em không bán giá khác đâu các chị nhá, không bán giá khác, đừng hỏi em giá. Xỉ cũng đừng hỏi em, không có đâu mà xỉ các chị ạ. À. Làm gì có mà xỉ các chị. Là bảo là tổng xả kho hết rồi, chỉ xả cho các chị thôi, chỉ bán cho các chị thôi, bán giá 29k cho tất cả các chị thôi. Nào ok cho chị Hoàng Vân này, cho chị Hoàng Vân. Đấy chị comment 14, mình chia sẻ 14 nhóm rồi. Một áo da đen 9k. Nào vào trên kia. Ok chị Tuyết Nguyễn này, chia sẻ đủ cho em tối thiểu 10 lần vào hội nhóm và 2 lần trên trang cá nhân. Bây giờ là em sẽ nhìn xem là chị nào comment và chia sẻ thật là nhiều cho em và comment đúng cú pháp giúp em sẽ chốt ngay lập tức trên like này luôn. Ok ok Winnie Bùi này, Khánh Hạ ơi, áo da 29k nhá. Chị nào mà em chưa ok chưa chốt thì comment lại giúp em. Comment làm nhiều lần để không bị ẩn comment nhé các chị yêu nhá. Người Tuyết hết yêu nào. Ok 45 nhóm rồi, em free ship mà mẹ người Tuyết biết yêu, em free ship cho mẹ luôn. À có áo da không chị? Áo da có nhá, áo da 29k, chỉ 29k cho một sản phẩm thôi. Đặt giúp em hai sản phẩm luôn đi ạ. Nào đây nào, đặt giúp em hai sản phẩm nào. Ok mẹ chân ngắn này, chân ngắn bổ sung lượt chia sẻ nào. Jenny Huỳnh cũng thế nhá, bổ sung lượt chia sẻ. Nào bổ sung lượt chia sẻ giúp em đi để chốt với giá 29k. Tổng xả kho hết luôn nhá, áo bò 29k. Tất cả 29k hết các chị yêu ạ, không có giá khác. Này da đen da đỏ này, áo da đen áo da đỏ đủ size từ 7 đến 30 ký. Phải 40 nhóm cơ à, đúng rồi chị Anna ạ. À.
không phải 40 nhóm là được mua đâu, mà 40 nhóm là em miễn ship tận nhà cho chị luôn. Tức là chị được mua 3 sản phẩm trở lên và không hề mất một cái phí ship nào luôn chị An An nhá. Em gửi tận nhà và miễn ship luôn. Đấy, tri ân cực kỳ sốc luôn. Em bán hàng tri ân hôm nay cho các chị rất là sốc luôn các chị ạ. Nào Thu Cúc nào, ok cho Thu Cúc này. Kiều My bổ sung thêm đi ạ. Cô Kiều My bổ sung bổ sung lượt chia sẻ giúp em nào. Đúng rồi, chị em muốn làm cho chị là thế nào Kiều My? Chia sẻ cho em tối thiểu 10 lần vào hội nhóm và 2 lần trên trang cá nhân nhá. Mỗi một chị giúp em bấm vào nút chia sẻ và chia sẻ giúp em trong buổi sáng ngày hôm nay luôn đi ạ. Có áo cho bé 9 ký chị ơi, 9 từ chia từ 7 đến 30 ký bằng bất chấp cho em luôn nào. Đặt giúp em đi ạ, đặt giúp em nào, nhanh tay đặt giúp em đi, không là sắp hết hàng rồi nhá các chị nhá. Tổng xả kho thì các chị biết là số lượng còn cực kỳ ít rồi. Một khi em mà đặt xả giá này như rồi thì rất là nhiều mẹ muốn mua với cái giá này. Thế nên là em chỉ xả duy nhất thôi, duy nhất trên live ngày hôm nay thôi, duy nhất một buổi live này thôi. Tại vì hết rồi các chị nhá, một khi là tổng xả kho là chị các chị biết là lượng đặt hàng nó kinh khủng như thế nào rồi. Nhanh tay thì còn mà chậm tay thì hết. Nào da đen Thanh Hải ơi, bổ sung thêm một sản phẩm đi ạ, không ship một sản phẩm nhá. Đã giá rẻ như thế này rồi thì các chị đặt luôn cho em 2 sản phẩm đi ạ. Em không ship một sản phẩm đâu, ship một sản phẩm 30.000 trả bõ đâu các chị ạ. 60.000 2 sản phẩm. Có ra không có 10 à, có 10 ký chị từ 7 đến 20, từ 7 đến 30 ký nào, chị Đinh Kim Tuyến nào. Da đen 6 ký đặt cho em 2 sản phẩm đi chị ơi. Em đã nói là em không ship một sản phẩm rồi. Áo phao đen nào, phao đỏ và phao xám này rất là xinh luôn nhá. Mẫu nào cũng rất là xinh luôn, xả trong một vòng một vài phút đầu thôi. Hiện tại lượt chia sẻ đang rất là thấp. Lượt chia sẻ đang rất là thấp các chị yêu ạ. Các chị chia sẻ ít cho em như thế này thì làm sao mà em bán với giá 29k được. Bổ sung lượt chia sẻ giúp em nhá. Tất cả các chị quay ra bổ sung lượt chia sẻ giúp em ạ. Mỗi chị bổ sung thêm một vài lượt chia sẻ giúp em nào. Bổ sung thêm một vài lượt chia sẻ giúp em. Bây giờ là em sẽ xem chị nào chia sẻ nhiều cho em nhá. Chia sẻ nhiều và chia sẻ đủ cho em để em sẽ chốt cho chị đấy. Nào ok chị Bùi Anh Phương này, chúc chị Bùi Anh Phương này. À, mẹ Cúc Cát này, mẹ Cúc Cát chia sẻ đủ cho em chưa ạ? Khi nào gọi em sẽ chốt trên này luôn. Hoàng Vân ạ, chốt trên này luôn. Nào Diệu Phạm bổ sung xem số điện thoại đi ạ. Nào em xem là chị nào comment đúng cú pháp và chia sẻ đủ cho em này. Áo da đen với phao 15kg bé trai nào, ok Dương Diệu bổ sung thêm địa chỉ đi ạ. Chia sẻ bao nhiêu nhóm rồi, comment lên này giúp em, comment trên này giúp em để em tiện em nhìn em kiểm tra cho nhanh luôn nào. Nào ok Nguyễn Chi này, chốt Nguyễn Chi này. Phao chị đây, em đang cầm phao đây chị yêu ơi. Chia sẻ 40 nhóm rồi, ok cho chị Nguyễn Nhung này. Thấy em không, thấy Nga Taco này. Bây giờ là em sẽ nhìn xem là chị nào comment đúng cú pháp và chia sẻ đúng cho em thì em sẽ chốt ngay lập tức luôn. Em sẽ chốt ngay lập tức trên live này luôn. Ok Hoàng Thị Nguyên bổ sung thêm lượt chia sẻ để chốt luôn này. Phát zin bao nhiêu là 29k nào, đừng hỏi em giá nữa nào. Em xả 29k hết và các chị 29k hết. Bé gái bé trai mặc hết cho em nhá. Bé gái bé trai mặc bất chấp cho em, chia sẻ đủ rồi. Mai Hoa Mai này, ok Mai Hoa Mai này. Mẹ Mai Hoa Mai từ nãy giờ là comment rất là nhiều và cũng chia sẻ rất là nhiều rồi giúp em rồi. Mẹ nào mà chia sẻ đủ và chia sẻ nhiều giúp em chốt bây giờ luôn. Nào ok Hoàng Thị Nguyên này, mẹ Hoàng Thị Nguyên quay ra chia sẻ cho em thêm một vài nhóm nữa để chốt nào. Nguyễn Nhung, ok Nguyễn Nhung này 40 nhóm rồi, free ship tận nhà chị Nguyễn Nhung luôn. Phao đen 29k đặt 2 sản phẩm đi ạ, 1 sản phẩm không chip. Ok Bình Thái này, chị chốt hàng như chị nào. Nguyễn Phê ơi, chưa nhìn thấy gì để chốt nhá, chưa nhìn thấy gì để chốt đâu. Ok Hoàng Thị Nguyên chia sẻ đủ rồi đúng không chị yêu ơi. Chị quay ra chia sẻ cho em thêm 3 nhóm nữa đi nào. Nào ok chị luôn, ok chị Hoàng Thị Nguyên luôn. Nào Nguyễn Nguyên chia sẻ đủ cho em chưa, tối thiểu là 10 lần vào hội nhóm và 2 lần trên trang cá nhân. Bao nhiêu một cái chị, chờ em đã bảo 29k rồi các chị yêu ạ. 29k thôi, đừng hỏi em giá khác nhá, đừng hỏi em giá khác, không có giá khác đâu. 3 phút cuối cho những chị nào vào xong là em sẽ nhìn xem là chị nào chia sẻ đủ cho em. Chia sẻ đủ xong sau đấy comment đặt hàng đầy đủ nào. Thấy Đăng Hải nào, ok Mai Hoa Mai này, Mai Hoa Mai trước cho Mai Hoa Mai rồi nhá. Nào chia sẻ tối thiểu 10 lần vào hội nhóm và 2 lần trên trang cá nhân. Phao 1 ký từ 7 đến 30 ký đặt hàng bất chấp cho em. Size bé gái bé trai đều mặc được hết, đủ size cho cả bé trai và cả bé gái nhá. Nào ok Mi Hiền này, Tuyết Lina bổ sung thêm một sản phẩm nữa đi ạ. Không ship một sản phẩm nhá, không ship một sản phẩm. Chia sẻ nhiều rồi, Hiền Lưu ơi chia sẻ nhiều rồi mà chưa thấy comment đặt hàng. Ok Thu Cúc, ok Thu Trúc này. Chia sẻ mấy chục lần rồi nè, thấy em không? Nào hiện tại các chị nhìn thấy lượt chia sẻ cho các em là biết, của em là biết và cái lượt comment của các chị là biết nhá. Có rất là nhiều chị chia sẻ nhiều rồi nhưng mà các chị chưa hề bấm vào nút chia sẻ giúp em các chị yêu ạ. Chưa hề bấm nút nhá, em rất là muốn chị nào cũng mua được với giá này nhá. Rất muốn là chị nào cũng mua được với giá này, thế nên là các chị cứ chia sẻ đầy đủ giúp em.
29k, ok chị Tuyết Eli đặt giúp em hai sản phẩm đi. Áo jean lông lại bao nhiêu? Nào áo jean đấy là 29k, không có giá khác đâu, đừng hỏi em giá khác, em không bán giá khác đâu các chị nhá, đừng hỏi em giá khác nào. 29k, ok chốt Nguyễn Chi này. Đấy, mẹ nào mà comment đúng và chia sẻ đủ là em chốt hết. Ok Cúc Đạt này, free ship Cúc Đạt luôn. Hai áo jean nào, ok Văn Đăng chả thấy số điện thoại đâu cả. Chả thấy số điện thoại đâu cả để mà chốt cả. Không comment đầy đủ là không chốt, không comment mà không chia sẻ đầy đủ là không chốt nha các chị yêu nha. Ok chị Phùng Quỳnh Anh này, chị Phùng Quỳnh Anh ok chị luôn này. Thế cho em một cái. Nào Hà Thành ở đây em không bán nhá. Chia sẻ đủ cho em tối thiểu 10 lần vào hội nhóm và 2 lần trên trang cá nhân, sau đấy đặt hàng giúp em. Lấy hai cái nhen. Đúng rồi chị Linh Ngọc ơi, lấy hai cái giúp em đi ạ. À, em không bán một sản phẩm đâu nhá. Không ship một sản phẩm đâu, ship từ hai sản phẩm trở lên. Đặt hàng thì đặt luôn cho em hai sản phẩm các chị ạ. À, đừng đặt một sản phẩm mất công lắm. Có 30.000 thôi các chị ạ. À, đặt ai lại đặt 30.000 bao giờ. Các chị đặt luôn cho em 60.000 hai sản phẩm luôn. Áo da nữ có không chị ơi? Nam nữ đều mặc được hết, chốt cho chị chưa? Rồi nhá chị Hoa Mai Mai nhá. Chia sẻ đủ tối thiểu 10 lần vào hội nhóm và 2 lần trên trang cá nhân, sau đấy đặt hàng. Nào áo bò hôm nay cũng chỉ giá 29k thôi, chiếc áo bò lót lông này 100 chiếc đầu tiên nhé, các chị nhìn thấy lượt chia sẻ của em chưa ạ? Chắc là tất cả các chị cũng nhìn thấy được rồi đúng không? Hiện tại lượt chia sẻ nó rất là ít. Nào bây giờ chị nào chốt và comment làm nhiều lần giúp em để không bị ẩn comment. 29k thôi, đừng hỏi em giá khác. Nhanh tay chia sẻ và đặt hàng chứ đừng hỏi giá nhé các chị nhá. Giá thì rất là rẻ luôn rồi, bao nhiêu một cái 29k thôi. Ok Thanh Hải này, đặt giúp em hai sản phẩm đi ạ. Đặt giúp em hai sản phẩm đi nào. Nào các chị bổ sung lượt chia sẻ giúp em. Giúp em nhá, bổ sung lượt chia sẻ giúp em nào. Một phút cuối cho tất cả những chị nào vào sau nào. Một phút cuối cho tất cả những chị nào vào sau. Bây giờ là em xem chị nào chia sẻ nhiều. Chia sẻ nhiều và comment đúng cú pháp. Ok Phạm Bình này, đã chia sẻ nào, đã chia sẻ rồi thì mà chưa thấy thông tin đặt hàng nhá. Ok Phùng Quỳnh Anh này, bao nhiêu một áo em? 29k chị yêu ơi, bao nhiêu vậy? 29k thôi, đừng hỏi em giá nữa nào các chị yêu ơi. Chia sẻ giúp em, sau đấy đặt hàng giúp em đi. Ok chốt Nguyễn Lý này, Thi Chi Nguyễn này, ok này, áo da đen bò. Chị ơi, áo da đen áo bò chị ơi, mà chẳng có số điện thoại gì cả thì làm sao mà chốt được. Ok Chu, ok Chu Thị Minh này, áo bò 10kg từ 7 đến 30kg mặc bất chấp cho em nhá. Nào ok Giang Nguyễn này, chia sẻ đủ cho em tối thiểu 10 lần vào hội nhóm và 2 lần trên trang cá nhân, sau đấy đặt hàng giúp em. Hoài Lắc ơi, chả thấy số điện thoại đâu. Mình chia sẻ rồi, Dung Nguyễn ơi, chưa thấy comment đặt hàng. Nào chia sẻ tối thiểu 10 lần vào hội nhóm và 2 lần trên trang cá nhân, 40 nhóm rồi, comment vào đây giúp em luôn. Ok Hoàng Vân này, ok Hoàng Vân, ok Đăng Hải bổ sung số điện thoại luôn rồi này. Chia sẻ 20 nhóm và chia sẻ 200 cá nhân, đúng rồi. Vũ Hoàng My ơi, chốt 2 sản phẩm đi. Áo bò áo da, Thanh Địch ơi, chả thấy số điện thoại đâu, chia sẻ cho em tối thiểu 10 lần vào hội nhóm và 2 lần trên trang cá nhân. Em bây giờ là em sẽ xem là chị nào chia sẻ đủ cho em nhá, chia sẻ đủ cho em ạ. 2 phút cuối là một phút cuối là các chị ơi, một phút cuối cho những chị nào vào sau thôi. Tất cả các chị mà đặt hàng rồi thì bổ sung lượt chia sẻ giúp em nhá, bổ sung mỗi một chị thêm vài lượt chia sẻ để giúp em. 45 nhóm rồi, ok Cúc Đạt nào, hình như là em thấy chị comment rồi mà. Em chị nghe rồi, em chốt cho chị chưa nào chị Cúc Đạt ơi. Free ship tận nhà luôn, free ship tận nhà cho những mẹ nào comment, những mẹ nào mà chia sẻ 40 nhóm trở lên là free ship tận nhà. Hiện tại lượt chia sẻ đang rất là thấp. Lượt chia sẻ đang rất là thấp luôn các chị ạ. Nào các chị, 29k một sản phẩm thôi nhá. Lượt chia sẻ thấp như thế này thì làm sao mà em chốt được ạ? Ok Phạm Linh này, chia sẻ rồi nhé. Ok Hoàng Thị Thùy này, ok Quỳnh Mưa này, đấy. Sao lại chửi như thế ạ? Chị ở trên này có văn hóa một tí nhá chị nhá. Nào ok Vũ Hà My này, 8kg từ 7 đến 30kg mặc vừa. Chia sẻ đủ 4 cái nào, ok. Chia sẻ đủ 4 cái nhưng là như nào? Ok Hiền Lưu này, thôi những chị nào, những chị đấy em cho qua thôi. Em chỉ chốt nhanh thôi nào, ok Dương Khải Vi này, ok Su Su này, Thanh Lịch cũng thế này, chia sẻ đủ tối thiểu. Ok chị Nguyễn Lý chia sẻ nhiều cho em rồi thì comment là hàng giúp em luôn đi ạ. Nào các chị tiếp tục bổ sung lượt chia sẻ nhá, tiếp tục bổ sung lượt chia sẻ giúp em ạ. Tiếp tục bổ sung lượt chia sẻ để mua hàng với giá 29k. Nào bây giờ là thời gian em kiểm tra nhá, đợi em 10 đến 15 phút em kiểm tra nào, đợi em 10 đến 15 phút em kiểm tra. Tiếp tục bổ sung lượt chia sẻ để hôm nay được mua với giá sale nào, tiếp tục bổ sung lượt chia sẻ giúp em để được mua với giá sale. Nào ngắm cho em mẫu này đi ạ. Bây giờ là em bán hàng rồi nhá. Bây giờ là thời gian em bán hàng rồi. Áo bò lót lông hôm nay xả 130.000 nào. Xả áo bò lót lông này hôm nay 130.000. Những chị nào đang chia sẻ cho em thì tiếp tục chia sẻ được mua với giá sale nhá. Tiếp tục chia sẻ được mua với giá sale. Còn bây giờ là thời gian của em bán hàng nào. Tiếp tục chia sẻ để các chị ạ, chia sẻ mạnh tay lên để được mua với giá sale. Áo bò lót lông này hôm nay xả 130.000. Hai màu này, hai màu xanh và xám nhá, đủ size từ 7 đến 28 kg, đủ size từ 7 đến 28 kg. Xả 130.000 duy nhất trên live ngày hôm nay.
Trả duy nhất trên line là 130.000 đôi size từ 7 đến 28 kg. Không có giá khác đâu nhá, không có giá khác đâu, chỉ có giá 130.000. Xả từ 250.000 xuống hôm nay còn 130.000, quá rẻ luôn. Không săn được thì rất là tiếc luôn. Nào không săn được cực kỳ tiếc liêng. Tiếc luôn nhá. U xì xám hôm nay xả 150.000. Nào xả u xì xám 150.000. Áo bò Dũng Phúc, áo bò mua hàng áo bò để lại địa chỉ giúp em nhá. Để lại số điện thoại và địa chỉ giúp em. Các chị ngừng comment giá 29k để em kiểm tra cho đỡ bị loạn comment nhá các chị nhá. Áo bộ bò ngu xì này hôm nay xả 150.000. Xả 150.000 có size từ 7 đến 24 kg. Có size từ 7 đến 24 kg luôn nhá. Đặt hàng thì để lại số điện thoại và địa chỉ luôn. Hai cái không miễn phí ship đâu chị ạ. Hai cái đơn hàng trên 500k miễn phí ship. Áo bò lót lông từ 250.000 hôm nay xả luôn cho các chị. Lê Văn bổ sung thêm địa chỉ giúp em để em chốt nào. Bò lót lông nguyên bộ, không có lót lông nguyên bộ đâu chị nhá. Không có lót lông nguyên bộ đâu chị ạ. Nào không có 35 kg đâu, chỉ từ 7 đến 28 kg mặc vừa giúp em. Có mũ không chị? Có nào Vân Nguyễn ơi đây nhá. Nào 130.000 một chiếc áo này, nào 130.000 một chiếc áo này. Đúng rồi, ngừng comment 29k đi ạ. Ngừng 29k đi để bên em kiểm tra và gọi điện cho các chị nào. Để em kiểm tra và chốt luôn cho các chị nào. Tiếp tục chia sẻ được mua với giá sale nào. Tiếp tục chia sẻ mạnh tay luôn đi ạ. Nào đừng rời like của em nhá. Tí nữa em còn xả rất là nhiều mặt hàng sốc luôn cho các chị luôn. Áo bò này hôm nay xả 130.000, từ 250.000 xả xuống còn 130.000. Mẫu này rất là xinh luôn. Nào đường sau là mũ nhá, toàn bộ là lông luôn. Xả cho các chị luôn, đủ size từ 7-28kg cho các chị đặt hàng luôn. Một áo bò có mũ viền. Nào áo bò này có mũ nào, đường sau nào, đường sau có mũ nào, xả 130.000 thôi. Ok chị Dương bổ sung số điện thoại và địa chỉ giúp em nhá. Lê Văn, ok chốt Lê Văn này. Áo xám bé, ok chốt Lê Văn này. Ok chị Dương bổ sung thêm địa chỉ giúp em nào. Chị xem bổ sung địa chỉ giúp em nhá. Chị Phạm ơi em không bán mẫu đấy nhá. Mẫu đấy chỉ để tri ân cho khách nhà em thôi. Nào bộ vu xì 150.000 từ 7-24kg đặt hàng giúp em mẫu này. Mẫu này rất là xinh luôn. Hôm nay tổng xả còn 150.000. Xả mẫu này hôm nay còn 150.000 thôi. Có 26kg nhá Dũng Phúc nhá. Nào xanh 21kg. Ok Thúy Nguyễn bổ sung thêm địa chỉ luôn nào. Bò không còn nhá Vân Nguyễn nhá. Chị ơi chị yêu ơi không còn đâu ạ. Áo đang cầm có size 34kg không? Không có 34kg đâu nhá. Em chỉ có size từ 7 đến 28kg thôi. Có size từ 7 đến 28kg cho các chị thôi. Nào bổ sung thêm địa chỉ giúp em để em chốt đơn luôn nào. 130.000 một chiếc áo mũ bò lót lông này thôi. Có 28kg nhá. Hà Thị Thu Trang nhá. Đặt hàng để lại số điện thoại và địa chỉ giúp em. Đặt hàng thì để lại số điện thoại và địa chỉ giúp em ạ. Từ 7 đến 28kg mặc vừa mẫu này cho em. Từ 7 đến 28kg mặc vừa mẫu này nhá. Hôm nay xả còn 130.000 thôi, xả mẫu này còn 130.000, xả quá sốc luôn, quá rẻ cho các chị luôn, mẫu này quá là rẻ luôn các chị ạ. Không mua được mẫu này thì cực kỳ tiếc luôn nhá, xả giá rất là rẻ luôn. Nào chị Thúy Nguyễn bổ sung thêm địa chỉ để em chốt nào, bổ sung thêm địa chỉ để chốt mẫu áo bò lót lông này nhá. 130.000 một chiếc áo bò lót lông này. Nào 150.000 một bộ u xì này nào, 150.000 một bộ u xì. Nào ok Hương Trần bổ sung thêm sổ địa chỉ giúp em nhá. Áo khoác lông bao nhiêu có lông đằng sau ý. 130.000 thôi Ngọc Châu ơi. Hôm nay em xả giá rất là rẻ luôn. Tiền ship 30k toàn quốc nhá. 30k toàn quốc các chị yêu ạ. Đơn hàng trên 500k thì miễn phí ship nhá. Bộ bò 28kg. Bộ bò 28kg không có đâu chị Hà Thu Trang ạ. Bộ bò 28kg thì chị có thể lấy sang áo bò lót lông và quần bò túi hộp hoặc là quần bò sọc kẻ như canh nhà em đang mặc nhá. Bộ này là ok, ok chốt chị Hương Trần này, chụp ảnh màn hình. Nào khoác lông. Nào ok chị Ngọc Châu ơi, chị bổ sung thêm số điện thoại và địa chỉ giúp em nhá. Nào không có nhá chị Nga Nga nhá. Đặt hàng thì bổ sung số điện thoại và địa chỉ giúp em ạ. Không nhá Ngọc Châu nhá, nào đằng sau mũ của nó như thế này nào. Đằng sau mũ của nó như thế này nhá, không có viền lông đâu. 130.000 một chiếc áo này thôi. Rất là xinh luôn các chị ạ. Đặt hàng thì để lại số điện thoại và địa chỉ giúp em. Không mua được thì cực kỳ tiếc mẫu này luôn, cực kỳ tiếc mẫu này luôn. 130.000 nào ok chốt cho chị Thúy Nguyễn nhá. 130.000 một mẫu này và 150.000 một bộ u xì này, cả một bộ u xì này chỉ 150.000. Từ 7-24 kg mặc vừa giúp em, áo mũ lông chị nào ok Thúy Kiều bổ sung thêm số điện thoại và địa chỉ để chốt nào. Một áo bò là không à, ok chị Thu Trang bổ sung số điện thoại và địa chỉ nhá. Nào Chu Thị Minh nào. Ok, em sẽ kiểm tra cho chị nào, bộ bò sau lưng em bao nhiêu vậy? Bộ bò sau lưng là 240.000 chị nhá. 5 tuổi 17kg mặc vừa chị Thanh Nga. Không có áo ra đâu chị Huyền nhá. Mẫu bò sau lưng là quần bò quần hộp bạn.
Đúng rồi, quần canh đang mặc là quần bò túi hộp nhá. Em bán combo 2 quần là 200.000 đấy ạ. Màu xám 14 kg, ok chị. Ba Linh Ngọc bổ sung số điện thoại và địa chỉ, không có áo sơ mi đâu chị ạ. Bộ canh đang mặc là áo bò lót lông này chị yêu này, 130.000, và quần là 110.000 nhá. Mua combo 2 quần là còn 200.000 thôi. Quần hộp bao nhiêu vậy? Quần hộp là 110.000 nhá. Combo 2 quần là 200.000, không có 30 kg đâu ạ. Thấy nhá Nguyễn Kiều nhá. Nào quần quần sọc kẻ là combo 2 quần, combo 2 quần là 200.000 nha các chị nha. Là các chị có thể mua một chiếc quần bò túi hộp này, một chiếc quần bò túi hộp và một chiếc quần sọc kẻ là combo 2 quần chỉ 200.000 thôi. Hôm nay bán giá sốc cho các chị luôn. Combo 2 quần 200.000. Không có 30 kg đâu. Ok chốt chị. Chị Kỳ Đăng Nguyễn ơi, em sẽ kiểm tra cho chị nhá. Quần không có 30 kg đâu chị ạ. Bộ bé 24 kg. Bộ cho 24 kg có nhá chị nhá. Nào Hồ Thúy Hằng áo jean mũ lông màu xanh. Ok chốt chị Hồ Thúy Hằng này. Anh xanh có 15 kg không? Có 15 kg chị ạ. Bộ bò lót lông malacanh đang mặc bao nhiêu vậy em? Chị Hương ca riêng ơi, bộ canh đang mặc là 240.000 chị nhá. Áo xanh có 15 kg chị Anh Dũng ạ. Ok chốt cho chị Phạm Hương này. Ok chốt cho chị Phạm Hương nhá. Tất cả các chị đặt hàng thì bổ sung số điện thoại và địa chỉ nhận hàng giúp em ạ. Bộ canh đang mặc là 240, bao gồm một chiếc áo 130.000 và một chiếc quần là 110.000 nhá. Bao nhiêu một bộ vậy? Bộ em đang cầm này là 150.000, cho size từ 7-24 kg nhá. Không có áo da đâu chị yêu ạ, quần bò túi hộp. Không quần bò túi hộp không lót lông chị ạ, quần bò túi hộp không lót lông đâu, quần bò túi hộp đã rất là dày dặn rồi. Lót lông thì rất là nóng nhá chị nhá. Từ 7-24 kg mặc vừa mẫu này giúp em, từ 7-24 kg mặc vừa mẫu này giúp em. Nào cho em một cái mũ lông màu xanh nhé chị. Giá 130.000. Ok Nguyễn Kiều bổ sung số điện thoại và địa chỉ luôn nào. Thêm báo gen mũ lông màu xanh 10 kg nha chị. Ok Hồ Thúy Hằng bổ sung số điện thoại và địa chỉ có rồi thì ghi gộp đơn giúp em nhá. Em chọn màu xanh chị nhé. Ok Phạm Hương bổ sung số điện thoại và địa chỉ luôn nào. Phạm Hương bổ sung số điện thoại và địa chỉ luôn giúp em nào. Các chị đặt hàng thì bổ sung số điện thoại và địa chỉ luôn giúp em nhá. 130.000 một chiếc áo bò lót lông này thôi, rất là xinh luôn các chị yêu ạ. À. Nào ok chị Phạm Hương, chốt chị Phạm Hương này. Chị nào mà có đơn rồi thì ghi gộp đơn giúp em nhá các chị yêu nhá. Có đơn rồi thì ghi gộp đơn giúp em để em tiện em nhìn em xếp hàng cho các chị luôn. Nào bây giờ là em bán hàng rồi nhá Văn Út nhá. Nào ok ok chị Thúy Hằng gộp đơn, Nguyễn Kiều bổ sung thêm địa chỉ giúp em nhá, phải có số điện thoại kèm địa chỉ luôn thì em mới chốt được cho các chị. Phải có cả địa chỉ luôn thì mới chốt nhá. Áo 130.000 thôi, 130.000 một chiếc áo bò lót lông này thôi, số lượng rất là có hạn luôn, lô cuối cùng em về rồi. Xong rồi check in book với hôm qua em nhắn. Nào ok chị Ngoãn Thị Lã nhá, tí là bên em sẽ check in book cho chị nhá. 150.000 một bộ gu xì này, là 150.000 một bộ gu xì này, rất là xinh luôn này, mẫu gu xì này rất là xinh luôn. Xả luôn cho các chị 150.000 một bộ này từ 7-24 kg. Ok chốt chị Nguyễn Kiều nào. Xả 150.000 một bộ này nhá, áo canh đang mặc và hai quần bò tự hộp và một bộ bò. Ok chị Thanh Nga cho em xin số điện thoại và địa chỉ nào. Bộ canh đang mặc size 28 màu xanh. Ok chị Thu Trang nhá. Ship toàn quốc 30.000 chị ạ. Quần canh đang mặc gì ý em? Nào ok chị nhá, quần canh đang mặc chị Thanh Nga bổ sung số điện thoại và địa chỉ nhận hàng giúp em. Quần canh đang mặc là 110.000 một chiếc chị ạ. Hôm nay em bán combo 2 chiếc cho các chị chỉ còn 200.000 thôi nhá các chị nhá, 200.000 thôi, giá rất là rẻ luôn. Không có đâu chị Chi Nam Nguyễn nhá. Nào 200.000 combo 2 quần này nào, một quần là 110.000, tội gì các chị không mua luôn 2 chiếc luôn. Nào cả quần bò sọc kẻ nữa, quần bò sọc kẻ nữa nhá các chị nhá, quần bò sọc kẻ, quần bò túi hộp này. Em ở Hà Nội nhá chị nhá. Lai mẫu khác đi chị được. Ok chị Thúy Nguyễn đợi em một chút xíu nhá. Chị Thúy Nguyễn nhá, đợi em một chút xíu ạ. Chị ơi đủ size từ 7-28 kg luôn à. Đủ size từ 7-28 kg luôn. Có áo ấm 28 kg không? Có chứ chị Mimi ơi, có nào. 130.000 thôi, xả 130.000 cho các chị thôi. Xả 130.000 thôi nhá, rất là xinh luôn. Mũ áo bò lót lông nào. Áo bò có lót lông nào, sau có mũ nhá, ship nội thành 30k. Chị Thu Trang ơi, ship chỗ nào cũng 30k chị nhá. Ship nhà em chạy chứ bên em không tự đi ship được chị yêu ạ. Lấy em áo bò lót lông, ok Hoàng Thu Huyền nào. Chị lấy mẫu nào comment rõ giúp em nhá. Ok luôn Tạ Thúy ơi mẹ inbox luôn cho em nào. Ok Dung Phương bổ sung số điện thoại về địa chỉ nhá. Cho em
xem sếp mẹ và bé đấy chị. Nào không có đâu bé ngốc ạ, à, không có sếp mẹ và bé nào. Thu Huyền bổ sung số điện thoại và địa chỉ nhận hàng. Từ tôi hai chiếc quần bò, một sọc kẹo, một túi hộp. Ok Quỳnh Liên nhá, ok gộp đơn chị Quỳnh Liên nào. Cho em xem áo bò mũ với. Đây nào Ly Trần ơi, áo bò mũ đây nhá. Nào mẹ nào đặt hàng thì bổ sung số điện thoại và địa chỉ giúp em ạ. Tất cả các chị bổ sung số điện thoại và địa chỉ nhận hàng giúp em. Có 28 ký nha Mimi nhá, có 28 ký, mẫu đang cầm này là có 28 ký. Mũ lông đúng rồi, mẹ chị Ly Trần ạ, mũ lông nhá. Nào chị Quỳnh Liên. Chị Quỳnh Liên ơi, chị chưa có số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đâu ạ. Sao chị lại ghi gộp đơn được hả chị yêu? Chị có bộ caro chưa? Nào bộ caro chỉ có từ 7 đến 18 ký thôi nhá, trang trang nhá. Bé nhà mình bao nhiêu ký? Áo bò lớp lông nhé chị, em mới đặt cho chị. Ok Nguyễn Kiều nhá, ok em biết rồi chị Nguyễn Kiều ạ. Inbox rồi mình chưa thấy. Ok chị Tạ Thúy đợi em một chút xíu nhá, bởi vì em sợ lượng tin nhắn mẹ em đang bên quá tải ạ. Thế thì chị thông cảm giúp em, chị đợi em một chút xíu, em sẽ check cho chị ngay lập tức luôn. Vấn đề của chị chắc chắn em sẽ giải quyết cho chị. Nào có áo dạ, em không có áo dạ đâu chị ạ. Áo bò lớp lông này có hai màu, xanh và xám. Nào bao nhiêu một cái? 130.000 một cái thôi chị yêu ạ, 130.000 một cái thôi nhá. Số 7 bé nhất chị bao nhiêu ký thì em mới biết được chưa ạ? Các chị hỏi mẫu nào thì comment số cân nặng thì em xem biết là có vừa hay không. Bộ bò có size có 18 ký chị Đan Phượng nhá, em có size đến tận 28 ký luôn. Chị Trần Thu Hương bổ sung số điện thoại và địa chỉ nhận hàng nhá. Chị Mimi ơi, chị sẽ bổ sung số điện thoại nhận hàng giúp em. Ok chốt chị Quỳnh Liên nhá. Hoàng Huyền ơi, bổ sung địa chỉ cho em đi nào. Thu Huyền ơi, có rồi thì ghi gộp đơn giúp em nhá. Hoàng Thu Huyền bổ sung thêm địa chỉ nhá, 20 ký không vừa đâu Trang Trang ạ. 20 ký thì chị có thể xem sang mẫu hưu xì này giúp em. Tôi gộp đơn vì nãy tôi đặt áo bò áo ra đây rồi. Ok chị Quỳnh Liên đặt cái gì đây ạ? Ok em sẽ chốt cho chị nhá. Nào em sẽ chốt cho chị một chiếc quần nhá chị yêu nhá. Nào Trần Thị Thu Hương, nào ok chốt chị Thu Hương nào. Chị Mimi bổ sung thêm địa chỉ giúp em. Chị Mimi bổ sung thêm địa chỉ giúp em nhá. Được mua màu cửa số 8 ạ. Gì mua rồi. Nào cái đấy thì chị có thể inbox cho em nhá. Nào tất cả những vấn đề hàng để các chị inbox cho em đi ạ. Đừng hỏi em trên live nhá. Trên live em không giải quyết cho các chị những vấn đề đấy đâu. Thế nên là có những vấn đề gì thắc mắc thì các chị có thể inbox cho em để bên em giải quyết cho chị. Quần jean không có size 30 kg đâu chị ạ. Quần chỉ có size từ 7 đến 28 kg thôi. Combo 2 chiếc là 200.000. Nào bộ tay chị cầm bao nhiêu vậy? Nào bộ tay em cầm là 150.000. Có loại xéo á chị. Loại áo bò có mũ lông không có đâu Ly Trần nhá, không có lông 30 kg đâu ạ. Ok chốt Thu Huyền nào. Bộ tay em đang cầm là 150.000, có size từ 7-28 kg nhá, có size từ 7-24 kg thôi, em nhầm, từ size từ 7-24 kg là mặc vừa mẫu này. Áo là 130.000, đủ size từ 7-28 kg, áo này đủ size luôn. Chị Trang Trang ơi, nếu mà không vừa thì chị có thể gửi lại cho shop em sẽ đổi cho chị mà chị yêu. Chị có thể inbox để đổi nhá chị Trang Trang nhá. Những vấn đề đấy thì bên em có thể giải quyết cho chị trong inbox nhá. Chị inbox cho em đi ạ. Nếu mà số đấy em gửi cho chị như nào, rộng hay chặt như nào thì chị inbox để được tư vấn nhá chị nhá. Một áo khoác. Nào ok Trần Thị Diệu bổ sung số điện thoại và địa chỉ, em lấy màu đen nha. Màu đen ấy à chị, hai màu này này, màu xám và màu xanh này. Nếu mẹ lấy màu xám như này này, màu xám như này thì mẹ ok nhá, bán rồi. Ok chị Phạm Trang Trang nào. Không có đâu chị ạ, hu xì không có đâu chị ạ. Hu xì không có 20 ký đâu chị yêu nhá, chỉ có bộ hu xì có 20 ký thôi chị ạ. Trần Thị Diệu bổ sung số điện thoại về địa chỉ nhận hàng giúp em. Không có đâu chị Bảo Khánh nhá, không nhá Đàm Lân nhá, không có đâu ạ. Màu xám, ok nào, ok, chốt Tu Huyền màu xám. 130.000 một mẫu này nhá, mimi mi, giờ mua bộ nhỏ. À, giờ chị mua bộ nhỏ ấy ạ. Nếu mà chị mua caro thì còn từ 7 đến 15kg nhá chị nhá. Nào, caro thì từ 7 đến 15kg nào. À, từ 7 đến 18kg nào chị yêu ơi, chị Trang Trang ơi, từ 7 đến 18kg chị đặt hàng, bổ sung số điện thoại và địa chỉ nhận hàng lại giúp em. Có áo khoác bò kiểu khác bán riêng không em? Không có đâu chị Tạ Thúy nhá, nhớ gửi áo bò. Ok chị Thu Hương này, chị yên tâm là em sẽ gửi đúng màu, được gửi đúng màu cho chị nào. Ok chị Đan Phượng bổ sung thêm địa chỉ giúp em nào. 81 ký. Ok Thanh Lịch đặt hàng bổ sung số điện thoại và địa chỉ giúp em. Chị Mimi bổ sung thêm số điện thoại và địa chỉ nhận hàng giúp em. Chị Trang Trang ơi, 20 ký thì không vừa đâu chị ạ. 20 ký chị vừa ngu xì thôi. Caro chỉ còn 18 ký đổ về nào, không có áo ra đâu chị nhá.
130.000 một mẫu này nào, 130.000 một mẫu này, hai màu nào. Nếu mà ai mới ký chị có thể lấy áo bò lót lông và quần bò túi hộp cho bé, hoặc là quần bò sọc kẻ cho bé nhé chị Trang Trang nhá, 11 ký. Thanh Lịch bổ sung thêm địa chỉ nhận hàng nào, bổ sung thêm địa chỉ nhận hàng giúp em nhá. Nào ok chốt Mimi nào. Không có ra nhá chị Phạm Thúy nhá, không có ra đâu ạ. Bộ bu xì này hôm nay xả 150.000 thôi nhá, xả bộ bu xì này 150.000. Rất là xinh luôn, bộ bu xì này rất là xinh luôn các chị yêu ạ. Không sang được bộ bu xì này hôm nay cực kỳ tiếc luôn nhá. 150.000 một bộ này thôi, hôm nay xả từ 7 đến 24 ký. Từ 7 đến 24 ký luôn nhá, xả 100. Gửi luôn cho chị nhé. Ok chị Tạ Thúy. Có size 17 ký nào chị Trinh ơi, có size 17 ký nhá, chị Thảo Vi Trinh nhá. Có size 17 ký nhá chị ạ. Mua hết rồi nào. Bộ alo đẹp lên luôn. À chị Trang Trang ơi, lại hết mất rồi, chán quá, em lại hết mất size đấy rồi, chỉ còn size 18 ký đổ về thôi. Cảm ơn chị nhá, chị có thể theo dõi ban bếp bên em nhá, bởi vì lại bên em chuẩn bị về rất là nhiều hàng mới về, nên là chị theo dõi sau đó, theo dõi like của em và mua hàng nhá. Nào áo khoác giá bao nhiêu? 130.000 có size 17 ký nào, từ 7 đến 28 ký mặc vừa giúp em. Không có đâu chị Hiền Vân nhá, từ 7 đến 28 ký mặc vừa giúp em mẫu này. 130.000 thôi, hôm nay xả 130.000 thôi. 250.000 xả xuống còn 130.000. Gucci túi hộp xong đó, áo bỏ mua hết rồi. Ok chị Trang Trang nhá, cảm ơn chị Trang Trang ạ. Đấy, khách nhà em mua một lần là sẽ quay lại lần thứ hai, em bán hàng cho khách là khách mua một lần sẽ quay lại lần thứ hai, chứ không phải là mua một lần xong rồi chạy mất hút luôn đâu các chị ạ. Thế nên là các chị yên tâm về chất nhá, em bao chất bao giá cho các chị luôn. 250.000 hôm nay xả cho các chị còn 150.000. Nào chị có thể vào ban bếp của em bấm theo dõi và xem những like tiếp sau của em để xem hàng mới về chị nhá. Xả 11 ký. Ok chốt chị Thanh Lịch nào. Nếu mà chị sẽ mua được thì em sẽ gọi điện và chốt luôn cho chị luôn nhá, chị Thanh Lịch nhá. Ok chị Thảo Vi Trinh nào, 17 ký vừa luôn chị yêu ạ. Chị đặt hàng thì để lại địa chỉ giúp em luôn nhá, có số điện thoại mình không là em không chốt được đâu. Bao nhiêu một bộ chị Yến Phạm ơi? Một bộ canh đang mặc là 240.000 nhá, và bộ gucci này là 150.000 nào. Lấy thêm một bộ gucci gộp đơn áo số 8 quần đó bằng chị Tạ Thúy ơi. Chị comment lại số điện thoại và địa chỉ giúp em nhá, với lại đơn của chị từ lúc nào hả chị, hay là chị mới đặt trên line của em, hay đơn của chị đặt từ lúc nào, chị có thể comment lại giúp em nhé chị yêu nhá. 150.000 một bộ gucci này, từ 7 đến 24 ký thì đặt hàng giúp em. Từ 7 đến 24 ký thì đặt hàng mẫu này giúp em nhá, mẫu này rất là xinh luôn, em nói thật đấy, bé gái bé trai đều mặc được hết, mẫu này xinh lắm, đi đôi giày thể thao nữa, thời tiết này mặc vào cực kỳ hợp luôn. Cho em xem loại 26 ký. Ok duyên mình lỡ nào. Chị Tạ Thúy ơi, chị có thể comment lại giúp em nhá. Thì như là em chưa thấy đơn của chị đâu. 26 ký bộ gucci 26 ký không mặc vừa đâu, duyên mình lỡ ạ. Nào Bích Thủy ơi, áo khoác 20 ký đây nhá, đặt hàng để lại số điện thoại và địa chỉ giúp em. Không vừa đâu chị, duyên mình lỡ nhá, ở đây chỉ có 24 ký đổ về thôi. 10 ký mặc vừa không, 10 ký mặc vừa chứ chị ơi. Đủ size từ 7 28 20. Màu đen màu xám nhá chị nhá, chị thấy em không, chị duyên mình lỡ em thấy, nhưng mà em không còn 26 ký đâu, em chỉ còn 24 ký thôi chị duyên mình lỡ nhá. 26 ký chị có thể lấy một chiếc áo bò lót lông này và một chiếc quần bò nhá chị nhá, thì 26 ký là vừa. Từ 7 đến 28 ký mặc vừa áo này cho em ạ. Bộ thì từ 7 đến 24 ký mặc nhá. Nào mẹ Bích Thủy, Bích Thúy bổ sung số điện thoại và địa chỉ nào. Một trăm năm mươi nghìn một bộ bồ gucci này, từ 7 đến 24 ký mới mặc vừa nhá. Từ 7 đến 24 ký thì mặc đặt hàng giúp em. Bộ bò chị cần bao nhiêu? Bộ bò này là 150.000 nhé Phạm ạ. 10 ký bé nhà mình mặc xinh đấy. 10 ký mặc xinh nhá, 10 ký bé nhà mình mặc xinh. Từ 7 đến 24 ký mặc vừa mẫu này, bao gồm một chiếc áo và một chiếc quần này. Một áo và một quần nào. Mimi ơi, áo gió bé nhà mình bao nhiêu ký? Tại vì áo gió không còn đủ size đâu, bé nhà mình bao nhiêu ký thì em xem có mặc vừa hay không. Chốt cho em nhé. Nào chị Duy Bình Lỡ ơi, làm sao mà em chốt được à? Tại vì cái bộ chị đang cầm là chỉ còn đến 24 ký thôi. Tức là chị lấy mẫu bộ này này, bộ này thì chỉ còn 24 ký thôi, chứ 26 ký thì không vừa đâu chị nhá. Bộ gucci 26 ký luôn chị không vừa được chị yêu ạ. 26 ký không vừa được. Nếu mà chị chốt cái bộ canh đang mặc 26 ký thì chị ok giúp em nhé, chị Duy Bình Lỡ nhá.
Nào chị Duyên Bình Lỡ ơi, chị có nghe em nói không ạ? À? 30 kg không vừa đâu Mimi ạ. À. Chị có nghe em nói không ạ? À, chị Duyên Bình Lỡ, nếu mà chị chốt cái bộ canh đang mặc 240.000 thì chị ok giúp em để em chốt cho chị bộ đấy nhá. Còn bộ Gucci này bé chị mặc không vừa đâu ạ. À. Áo lông 10 kg mặc vừa không? Có mặc vừa chưa ạ? À? Chị ơi áo khoác to lắm không chị? À, không phải chị ơi, đây là em cho cặp xem mẫu thôi. Còn bé nhà mình bao nhiêu ký thì em gửi sai số đấy. Nào ok, chốt cho chị Duyên Bình Lỡ áo bò lót lông xám và quần bò túi hộp xám nhá. 240.000 của chị ạ. À. À, em đặt rồi sáng, em đặt rồi sáng rồi nó đúng rồi như anh ạ. À, lấy bộ Gucci 24 kg. Ok, thế thì chốt cho chị bộ Gucci 24 kg nhá. Ok, em chốt cho chị ạ. À. Chị ơi 26 kg, 24 kg nó khác hẳn 2 cân đấy chị ạ. À. Thế nên là chị chốt thì em với đặt em mới gửi hàng cho chị nhá, còn không lại không gửi hàng cho chị đâu. Nào một áo lót lông 10% 20k 26 kg. Ok chị Duyên Bình Lỡ, chốt cho chị Duyên Bình Lỡ ạ. À. Áo khoác nam to không chị? Nào chị ơi, bé gái bé trai đều mặc được hết nhá, mẫu này trai gái mặc được hết cho em ạ. À. Lấy một quần túi hộp số 8. Chị Tạ Thúy ơi, chị comment lại số điện thoại và địa chỉ giúp em. Nào ok, chị comment thêm địa chỉ giúp em nhé chị Tạ Thúy nhá. Bộ Gucci có 16 kg. Nào có 16 kg nhá, chị không hiểu ạ. Có mà em hiểu nhá, chị nói chị Duyên Bình Lỡ nhá, em hiểu rồi. Tức là chị lấy một bộ Gucci. Em biết rồi. Chị lấy một bộ Gucci 24 kg và một áo bò lót lông. Màu nào hả chị Duyên Bình Lỡ ơi, chị comment giúp màu giúp em nhá. Em hiểu ý của chị yêu rồi. Bộ Gucci 16 kg có, lấy em áo lông. Nào Yến Phạm ơi, lấy màu nào để comment rõ giúp em, lấy bộ Gucci 24 kg. À, vâng em biết rồi nhá, chốt chị Duyên Bình Lỡ. Áo bò lót lông chị lấy màu nào comment rõ màu đấy giúp em luôn nào. Xanh hay xám nào, chị ưng màu xanh hay là ưng màu xám. Nào Bích Thủy này, ok chốt chị Bích Thủy, lấy em màu xám. Ok Yến Phạm, bổ sung thêm địa chỉ nhá, bổ sung thêm địa chỉ. Nào ok chị Tạ Thúy ạ. À, hiện nãy lượt con lượt inbox của em, tin nhắn bên phần tin nhắn của em nó rất là quá tải các chị yêu ạ. Đang rất là quá tải luôn, thế nên là các chị đặt hàng thì đặt luôn cho em trên này nhá. Nếu mà check inbox thì bây giờ hiện tại là em sẽ chưa check cho các chị được luôn đâu. Thế nên là các chị đặt hàng mà gửi qua tin nhắn là em chưa check được đâu nhá. Thế nên là không chốt luôn cho các chị được đâu. Những cái chị mà gửi với phần tin nhắn là em không chắc chắn là em chốt được đâu, bởi vì lượng tin nhắn bây giờ nó rất là nhiều. Dám hết áo lót lông. Ok chị Duyên Bình Lỡ ạ. À. Không có đâu Ly Trần nhá. Nào ok bé Ngốc, bổ sung thêm số điện thoại và địa chỉ, lấy em màu xanh đâu chị. Nào ok Yên Phạm, bổ sung thêm địa chỉ nào, bổ sung thêm địa chỉ nào các chị yêu. Hằng Nguyễn, một áo bò lót lông áo bò lót lông 23 kg, giá một. Nào ok Hằng Nguyễn, chốt cho Hằng Nguyễn áo bò nữ không có 30 kg đâu chị ạ. À. Áo khoác mình giá bao nhiêu vậy? Áo khoác này là 130.000 chị ạ. À. Hôm nay em xả 130.000 thôi nhá, duy nhất trên line này thôi là xả 130.000, đơn của em hết 310 đúng không chị? Đúng rồi chị ạ, 200 tí là bên em sẽ gọi điện check lại cho chị nhá, chị Duyên Bình Lỡ nhá. 130.000 một áo bò lót lông này thôi, rất là xinh luôn. Xả giá sốc luôn cho các chị luôn. Đặt hàng thì để lại số điện thoại và địa chỉ giúp em trên này nhá. Em không check được tin nhắn đâu, tin nhắn nhiều lắm không check được đâu các chị ạ. Chị ơi, em bảo gửi em một cái. Chị ơi sao em bảo gửi em một cái. Thế Hoàng Yến Hiếu, thế thì Yến Hiếu inbox luôn cho em đi nào. Vấn đề của chị là em sẽ giải quyết luôn cho chị, hoặc là chị có thể gọi điện trực tiếp cho bên em để giải quyết cho chị luôn nhá chị Yến Hiếu nhá. Vấn đề của chị là cực kỳ chị phải gọi điện luôn cho em đi chị Yến Hiếu ạ. À, gọi điện luôn cho em đi để em giải quyết luôn cho chị luôn. Chị Thị Thảo đội 8 bò lốc lanh xanh như vậy ký. Ok chốt cho Thảo Bi Trịnh nhá. Có số 9 không chị Nga Nguyễn ơi? Tốt nhất là chị cho em số cân nặng đi ạ. À, số cân nặng để em cho nó dễ. Ok Yến Phạm này, ok Yến Phạm nhá. Gọi giờ luôn chị sợ. Nào ok Duyên Bình Lỡ nào, tí nữa em sẽ gọi điện check luôn cho chị luôn. Đúng rồi Trung Vân ạ, à, em chỉ bán quần áo trẻ em thôi, em chưa lấn sang được những quần áo khác đâu nhá. Mới chỉ có quần áo trẻ em thôi. Số điện thoại như nào ạ chị? Nào Văn Hiếu, Yến Hiếu ơi, chị có thể gọi cái số mà bên em gọi điện cho chị nhá. Chị nhá, làm sao mà có thể gửi lệch như thế được. Chị có thể inbox trực tiếp luôn cho em đi ạ. Bộ bò 125k 2 quần. Bộ bò 125k, chị ơi em làm gì có bộ bò nào 125k hả chị yêu?
Áo bỏ lông 130 tổng là 450 miễn phí ship, ok gửi địa chỉ ạ. Không được đâu chị Thanh ạ, à. Làm sao mà bộ bò được 125k được. Combo 2 quần là 200k, áo bò lất lông là 130k, ok chị. Nhưng mà một bộ bò đấy không thể 125k được chị nhá. Bộ bò đấy của em là 150k là em đã xả giá cực kỳ sốc luôn rồi chị ạ. À. Em không ok chứ, em không ok với chị được đâu. Làm sao mà em bán rẻ như thế được, bán rẻ, em đã bán như thế là rất là rẻ luôn rồi. Đúng rồi Yến Phạm ạ, à, 130.000 một chiếc nhá. Có đồ cho bé gái một tuổi không? Chị ơi, bé gái bé trai được mặc được hết bố kem ạ. À. Bé gái bé trai được mặc được hết nhá, tất cả những mẫu em bé gái bé trai được mặc được hết. Bé như chị bao nhiêu ký nhá, bé như chị bao nhiêu ký. Áo bò em đang cầm trên tay này là đủ size từ 7 đến 28 ký nào. Bộ bò của em là 150.000 nhá, bộ bò đấy là xả rất là sốc rồi. Em đã xả 50% bộ bò này rồi nhá. Vâng đúng rồi chị ạ, một là chị ghê nhầm hoặc là hai là em nói nhầm nhá chị nhá. Bộ này là 150.000 chị ạ. Ok bé Ngọc bổ sung thêm địa chỉ nào, bé Ngọc bổ sung thêm địa chỉ để chốt nhá. Bộ vũ xì này là 150.000 nhá, 9 ký bạn ơi, 9 ký vừa nhá, 9 ký mẹ mẫu nào nhà bên em cũng vừa nhá, bố kem nhá. Như là bộ bò lắc lơ mẫu bộ bò vũ xì này 150.000 này rất là xinh luôn này. Vũ xì này 150.000 rất là xinh luôn. Từ 7 đến 24 ký mặc vừa mẫu bộ bò này giúp em. Áo bò này còn đủ size từ 7 đến 28 ký nhá. Áo bò này đủ size từ 7 đến 28 ký. Tất cả các chị đặt hàng bổ sung số điện thoại và địa chỉ giúp em. Bò lông đi bạn. Đây nhá chị à, bố kem ơi, bò lông đây nào. Toàn bộ bên trong là lông này, xong có mũ nhá. Một mẫu này thôi, rất là xinh luôn. Ok Ly Trần bổ sung thêm địa chỉ chốt nào. Ok Yến Phạm nha, lấy màu xanh. Ok luôn, sẽ gửi đúng màu cho các chị luôn nhá. Ly Trần bổ sung thêm địa chỉ để chốt nha. À, chị Thanh Nga. Ok chốt chị Thanh Nga nhá, nhưng mà chị Thanh Nga ơi, chị chốt lúc nãy những cái bộ đấy thì có bộ bò là em là 150.000 nha chị yêu nhá. Nếu mà chị ok thì chị comment lại rõ giúp em mẫu và màu chị muốn mua, bởi vì lúc nãy chị chưa comment màu giúp em nhá, chị có thể comment lại màu giúp em. Ok chốt bé Ngốc ạ. À. Ly Trần bổ sung thêm địa chỉ để chốt nhá, chốt cho em. Ok Yến Phạm yên tâm nào, bé Ngốc bổ sung thêm địa chỉ để chốt. À ok chốt bé Ngốc này. Chốt bé Ngốc rồi nhá. 10 ký mặc rất là xinh luôn Yến Phạm ạ, 10 ký mặc áo này rất là xinh luôn. Bé nhà mình chỉ có 9 ký thôi, mặc cũng rất là xinh. Ok. Ok chị Thanh Nga, chị có thể comment lại màu giúp em nhé chị Thanh Nga nhá, để em gửi đúng cho chị nhá. Bởi vì lúc nãy em mới thấy chị comment combo thôi. Mấy bộ trên kia là gì chị? Mấy bộ trên kia còn size bé lắm chị Đỗ Huy ạ, bé nhà chị bao nhiêu ký? Hôm qua ấy ạ. À. Chị ơi nếu mà hôm qua chắc nó sẽ vướng vào thứ bảy chủ nhật nữa chị ạ. À. Thế nên là thứ hai chắc là hàng nó sẽ đến nơi nhá chị Nguyễn Lâm nhá. Thứ hai hoặc thứ ba nhá chị yêu nhá. Không có 35 ký đâu, chị yên bút nhé, xong rồi. Em vào đọc chút đây chị nhé. Chị Thanh Nga ơi, chị có thể comment lại trên đây nhá, chị yêu nhá, chị comment trên này luôn cho em đi. Bởi vì là trong phần tin nhắn hiện giờ nó đang quá tải lắm chị yêu ạ. Thế nên là em không thể vào đọc được đâu, em vào đọc đâu, nó còn rất là nhiều luôn. Bên em phải check nữa nhá chị nhá. Thế nên là chị đặt hàng trên này giúp em luôn đi. Để hết line này thì em có thể nhìn trên line này và em chốt cho chị luôn, để em đóng hàng cho chị yêu luôn nhá chị Thanh Nga nhá. Áo em đang cầm là 130.000 chị ạ. Còn trong phần tin nhắn hiện tại nó rất quá tải lắm các chị ạ. Các chị đặt hàng thì đặt hàng trên này giúp em luôn đi. Thấy nhá anh Đào nhá. Nào em thấy tất cả các chị nhá. Bổ sung thêm số điện thoại và địa chỉ nhận hàng giúp em ạ. Bổ sung thêm số điện thoại và địa chỉ nhận hàng giúp em. Mẫu này là 130.000 thôi, hôm nay xả tổng xả 130.000 nha các chị. Bé Ngốc ơi, size to nhất là size 28 ký nhá. 28 ký là to nhất. Đấy, như chị Ly Trần nhá. Chị Ly Trần này, Trần Thị Ly, khu du lịch rừng Ba Lê huyện, Đa Hoai tỉnh Lâm Đồng. Một áo bò lót lông 20 ký, một áo
một áo bò lót lông 10 kg, một quần bò túi hộp 20 kg, quần bò túi hộp 10 kg nhá. Lấy màu xanh hết nhé. Đấy, các chị comment cho chị Ly Trần giúp em nhá, để em dễ chốt được các chị nào. Ok, chốt cho chị Ly Trần. Có màu gì, hai màu xanh xám cho chị Hà Bùi nhá. Đấy, các chị comment giúp chị Dũng cho chị Ly Trần giúp em nhá các chị yêu nhá. Hồng trúc lê màu xanh là cái gì? Bộ bò 150k màu ghi 17 kg, 5 tuổi. Ok chị Thanh Nga, ok chốt cho chị Thanh Nga nhá. Chị lấy một bộ đấy đúng không ạ chị Thanh Nga? Chị Hồng Trúc Lê số điện thoại là như nào ạ chị? Màu xanh, chị comment rõ thêm địa chỉ giúp em nhá chị Hồng Trúc Lê nhá. Xuân chị luôn, à chị Anh Đào bổ sung thêm số điện thoại và địa chỉ giúp em ạ. Nào ok chốt cho chị Hồng Trúc Lê nhá. Hai màu xanh xám ạ. Hồng em đau học quá luôn các chị yêu ạ. Nào hai màu nhá các chị nào, hai màu xanh xám nhá. Có áo ra. Không có đâu, điều khác ạ. À. Không có 30 ký nhá, miền banana nhá. Chị Hồng Trúc Lê ơi, ok chị nào, ok chị. Mạnh Tâm ơi, áo này là 130.000 một chiếc, đủ size từ 7 đến 28 ký nhá. Đủ size từ 7 đến 28 ký ạ. 130.000 một chiếc áo này thôi nhá, rất là xinh luôn. Giá rất là rẻ luôn các chị ạ, toàn bộ bên trong là lông nè. Chị xem mẫu nào, chị Anh Đào, chị comment lại rõ giúp em. Ok Hồng Trúc Lê 22 kg, nhé màu xanh, ok Hồng Trúc Lê ạ. Chiếc áo bò này nhá. Combo 2 chiếc quần hôm nay bán 200.000 ạ. Combo 2 chiếc quần là 200.000. 2 chiếc với 200.000 thôi. Quần bò sọc kẻ nào, quần bò sọc kẻ 2 màu nào. Ok Hồng Trúc Lê. Quần túi hộp nhá. Có bò xỉ xỉ á. Xỉ inbox cho em chị Liên Trịnh nhá. Quần túi hộp. Combo 2 chiếc 200.000 nhá chị ạ. Combo 2 chiếc 200.000 nhá. Bộ bò 150k bé 5 tuổi nhỏ 7 ký màu ghi 2 quần bò 1 xanh 1 xám. Ok chốt cho chị Thanh Nga ạ. Hai quần bò 250.000. Ok chốt cho chị Thanh Nga nhá. Em chốt cho chị Thanh Nga. Đấy các chị comment rõ giúp em. Bổ sung thêm số điện thoại và địa chỉ nhận hàng giúp em nhá. Các chị có thể comment trên like của em luôn, bởi vì tin nhắn này em sẽ không check được cho các chị đâu. Em sẽ check nhưng mà sẽ không check luôn được đâu các chị ạ. Combo 2 quần 200.000 nhá các chị nhá. Combo 2 quần 200.000 nào. Còn cái gì hả chị Phương Lê? Còn cái gì hả chị yêu? Lai áo gió đi em. Chị Dung Dung ơi, bé như chị bao nhiêu ký hả chị Dung Dung? Bởi vì em còn lẻ sai lắm, thế nên là bé như chị bao nhiêu ký thì em mới tư vấn được nhá. Không có đâu Du Anh Đào ạ. À, Du Mi Anh Đào nhá, không có đâu. Chị Dung Dung ơi, bé như chị bao nhiêu ký nào? Combo 2 quần là 200.000 nhá. Còn cái gì hả chị Phương Lê ơi? Đây hả chị Anh Đào ơi, mẫu này đúng không ạ? Mẫu này đúng không chị? Không vừa đâu chị ạ, 15 kg thì không vừa được chị Dung Dung ạ. Mẫu này đúng không hả chị Anh Đào? 130.000 một mẫu này nhá.
Một quần gì màu xanh ở chị Hồng Trúc Lê? Chị comment rõ giúp em là quần túi hộp hay là quần dọc kẻ để em biết đường em chốt cho chị nhá. Bởi vì nó có hai mẫu chị ạ. Hai màu luôn nhá chị Anh Đào nhá, hai màu luôn xanh xám nào. Xanh dọc đó. Ok, gộp đơn Hồng Trúc Lê nhá. Ok, ok Hồng Trúc Lê em biết rồi ạ. Chị Anh Đào ơi, đúng phải mẫu này không? Đúng mẫu này không chị? Có áo. Ok Hồng Trúc Lê. Em làm xíu em không xem được. Ok. Có 28 cân nhá chị Nga Nguyễn nhá, có 28 cân chị ạ. Có chị Dung Dung ạ, 15 kg mặc vừa chị yêu ạ. Từ 7 đến 28 kg là mặc vừa nhá chị nhá. Từ 7 đến 28 kg là mặc vừa chị ạ. Combo 2 quần là 200.000 chị yêu nhá. Combo 2 quần là 200.000. 15 kg mặc xinh luôn chị Dung Dung ạ, từ 7 đến 28 kg cơ mà. Có nhá Thảo Nguyên cỏ dại nhá, 15 kg mặc xinh nhá, từ 7 đến 28 kg mặc vừa giúp em ạ. 130.000 một mẫu này nhá. Chị đặt hàng thì bổ sung số điện thoại và địa chỉ nhận hàng giúp em. Chị Thúy ơi, áo là 130.000 chị ạ. Đặt hàng thì để lại số điện thoại và địa chỉ giúp em để chốt hàng nhé. Từ 7 đến 28 kg mặc vừa mẫu này cho em ạ. Chị đặt hàng bổ sung số điện thoại và địa chỉ giúp em nào. Nếu không còn chị nào muốn hỏi mẫu nào nữa thì hôm nay em ngừng like ở đây nhá. Không còn chị nào muốn hỏi mẫu nào nữa thì hôm nay em ngừng like ở đây nhá các chị nhá. Chị nào mà chưa có số điện thoại hoặc địa chỉ thì bổ sung luôn giúp em đi ạ. Chào tất cả các chị nhá.